sandwiches that aren't in space. Đâu có thấy con nhện đâu mà con vẽ theo nó. Con nhện đâu vẽ? Sao tự con lo nghĩ ra ngoài đời mà con vẽ? Nhưng mà là sao là con coi ở trong đó? Mà tưởng là con coi cái hình con nhện trong đó là con vẽ theo chứ không phải. Con cái đầu óc của con là gì con không biết. Là gì? Đó là gì? Hả? Đó là đó gì? Là cái bộ phận đi suy nghĩ. À. Được chưa? À, thì tại sao là nhìn cái màn hình rồi là vẽ ra con nhện ở trong đó nó có khác về nhau đâu, đúng không? Cái hồn nhện kìa, biến nhện này có thiệt á. Nhện nó tên gì? Tarantula. À gì hả? Vẽ là tô lại chứ hả, đúng không? Ừ, nhưng mà tô không giống thiệt cho lắm.